Ngày 26 tháng 8, đại diện bến xe miền Đông cho biết đã có 28 doanh nghiệp vận tải tăng giá vé trong dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Các doanh nghiệp tăng giá vé tại đầu thành phố Hồ Chí Minh trong 2 ngày 31 tháng 8 và 1 tháng 9. Theo đó, các tuyến chạy khu vực miền Trung và Tây Nguyên tăng giá vé nhưng không quá 40% so với ngày thường. Tuyến đi đến Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu tăng không quá 20% so với ngày thường. Còn bến xe miền Tây vào dịp lễ tới, có 3 doanh nghiệp vận tải tăng giá vé từ 10 đến 20% so với ngày thường. Theo Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn, ngoài 50 chuyến chạy trong dịp lễ, còn có thêm 27 chuyến với hơn 12.000 chỗ từ thành phố Hồ Chí Minh đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Hà Nội và ngược lại. Nếu nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao, sẽ chạy thêm tàu để phục vụ.